Xin chào các bạn, mình là Quang và ngày hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt và sử dụng máy scan HP ScanZ Pro 3500 F1. Do cái dòng máy scan này là không có tích hợp tính năng Wi-Fi cho nên là tất cả những cái thao tác của các bạn trên cái máy scan này đều phải phụ thuộc bằng hai cách. Một là chúng ta sẽ thông qua cái bảng điều khiển trên máy và chúng ta sẽ có một cách khác là thông qua cái driver và phần mềm trên máy tính cá nhân của chúng ta. Trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt trước. Phần đầu tiên chắc chắn là phần cắm nguồn và các dây nối tín hiệu. Đi kèm trong hộp của máy HP ScanZ Pro 3500 F1 gồm có một dây tín hiệu USB 3.0 Super Speed có phần lõi bên trong màu xanh và một bộ nguồn adapter có đầu kết nối màu hồng. Chúng ta sẽ cắm nguồn trước. Chúng ta sẽ cắm nguồn vào cổng nguồn. Sau đấy chúng ta sẽ cắm cáp tín hiệu USB. Xong rồi ạ. Do là thiết kế của HP ScanZ Pro 3500 F1 là thiết kế nguyên khối cho nên chúng ta không phải cắm gì thêm. Chỉ cần bật nguồn lên là máy đã có thể sẵn sàng sử dụng. Nút nguồn nằm ở góc trên bên phải của bảng điều khiển. Bấm nút nguồn một lần. Sau khi màn hình LED điều khiển của chiếc máy sáng lên, tức là máy đã khởi động xong và sẵn sàng sử dụng. Các bạn đã nghe thấy tiếng khởi động của máy rồi. Để scan trên máy scan HP ScanZ 3500 F1, chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là các bạn sẽ scan và tương tác trực tiếp với máy thông qua bảng điều khiển nằm ở phía trước máy. Cách thứ hai là các bạn sẽ điều khiển máy thông qua bộ phần mềm và driver cài trên máy tính cá nhân. Máy có hai phần scan gồm có phần scan phẳng nằm ở dưới. Chúng ta khi sử dụng phần này thì sẽ chỉ scan được một tờ một lần. Phần thứ hai, chúng ta sẽ có khay scan tự động nuốt giấy bên trên có chức năng scan hai mặt. Dung lượng nạp giấy tối đa cho phần này là 50 tờ. Tôi đã chuẩn bị trước nội dung màu ở trên tờ giấy với hai mặt như thế này. Tôi sẽ đặt vào trên phần scan hai mặt để kiểm tra tính năng của nó. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm nút mũi tên đi xuống ở đây để chọn định dạng lưu. Tôi sẽ chọn là PDF. Sau đó, các bạn bấm nút có số 2 ở đây. Số 2 tức là các bạn đang scan hai mặt, còn nếu các bạn chọn nút có số 1 ở bên trên tức là scan một mặt. Chúng ta sẽ thử tính năng scan hai mặt. Điểm đặc biệt của máy scan HP ScanZ Pro 3500 F1 đó chính là chức năng on pass scan, tức là khi mà các bạn scan thì giấy chỉ chạy một lần nhưng vẫn có thể scan được hai mặt. Tôi sẽ thử mở cái file scan ra xem là nó có scan đúng như ý tôi không. Chúng ta sẽ cuộn lên. Vâng, bản scan rất là sắc nét và nhanh đúng không ạ? Chúng ta sẽ có hai mặt. Tiếp đến nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách scan tương tác thông qua bộ phần mềm cài sẵn trên máy tính cá nhân. Chúng ta đầu tiên sẽ phải cài driver và phần mềm trước. Với máy HP ScanZ Pro 3500 F1 thì việc điều khiển từ máy tính cá nhân yêu cầu phải cài bộ driver và phần mềm chính hãng. Với thao tác cài driver và phần mềm chính hãng, các bạn thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên chúng ta vào trình duyệt web. Sau đấy chúng ta vào trang HP Support. Thì chúng ta sẽ gõ địa chỉ là support.hp.com/nus/driver. Ở đây thì tôi đã vào một lần cho nên là nó đã có sẵn cái địa chỉ, còn các bạn thì sẽ gõ đúng như trên màn hình để vào. Sau đấy các bạn vào trong web. Bước tiếp theo các bạn sẽ chọn là đầu mục printer và gõ tên sản phẩm là 3500 F1. Sẽ hiện ra cái tên sản phẩm của chúng ta. Hệ điều hành mặc định tự động nhận sẽ là Windows 10 64 bit. Bộ driver được hãng đề xuất đó chính là bộ driver Full Feature Software and Driver. Chúng ta sẽ bấm download để tải về. Ở đây thì tôi đang dùng cái phần mềm tải về là Internet Download Manager. Chứ còn nếu mà các bạn mà không có thì thôi, chúng ta vẫn tải về bằng trình duyệt web. Chúng ta sẽ chờ cái bộ phần mềm tải về xong để cài đặt. Sau khi chờ tải driver xong thì chúng ta đã có cái file mà full pack web của driver của 3500 F1. File ở đây thì chúng ta sẽ mở ra cài như bình thường. Các bạn chờ một chút để file được giải nén và chạy các driver cần thiết.
Bộ driver này của HP thì sẽ gồm rất nhiều phần mềm đi kèm để hỗ trợ cho chúng ta có thể sử dụng tốt nhất được cái máy scan HP ScanZ Pro 3500F1. Khi hiện ra thì câu hỏi thì chúng ta sẽ ấn yes. Tiếp đến thì nó sẽ hiện ra một cái phần gọi là HP Installer. Ở đây mặc định chúng ta ấn next. Chúng ta ấn đồng ý với điều khoản của HP và next tiếp. Các bạn hãy chờ một chút để driver được cài. Khi nào mà chúng ta hiện 100% thì sẽ ok. Ở bước cuối cùng này thì các bạn sẽ cắm cái cáp tín hiệu USB vào máy tính và ấn ok, để cho máy có thể tự động nhận cái máy scan của chúng ta và phần mềm đã cài xong. Các bạn bấm Finish. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách scan ở trên máy scan HP ScanZ Pro 3500F1 sử dụng bộ phần mềm của HP. Cài xong phần mềm, chúng ta sẽ có cái biểu tượng HP ScanZ Pro 3500F1 scan ở trên màn hình. Các bạn mở nó ra. Đây là màn hình bộ tải. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều tùy chọn ở đây, là gồm có scan lưu vào file PDF, file JPEG hay là scan to email và scan to cloud. Ở cái phần mặc định là scan to PDF mà các bạn sử dụng thường ngày nhất thì chúng ta sẽ có các cái mục là item tip. Thì nó sẽ có hai tùy chọn là document và photo. Nếu các bạn chọn photo thì chỉ hỗ trợ là scan một mặt thôi vì photo không hỗ trợ định dạng nhiều ảnh. Các bạn chọn document thì với document ở phần pack size chúng ta sẽ có các tùy chọn là một size tức là một mặt, hai size ở là book hoặc là tablet, là các bạn sẽ chọn theo cái nhu cầu cá nhân. Ở phần mục là so tức là phần nạp giấy sẽ có hai tùy chọn là flatbed là scan một mặt và document filled if load, tức là các bạn sẽ scan bằng khay tự động nạp giấy của máy. Thì với khay tự động nạp giấy các bạn có thể scan được hai mặt. Bước cuối cùng thì khi mà chúng ta đã cài đặt các cái tùy chọn theo đúng cái ý thích của mình rồi thì các bạn sẽ bấm nút scan. Bây giờ chúng ta sẽ bấm scan. Cái lệnh scan đã được gửi đến máy scan của chúng ta. Vâng, rất nhanh. Và phía bên trên máy đã hiện ra cái nội dung scan của chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ có hai tùy chọn, một là lưu và hai là chỉnh sửa. Tôi sẽ lưu thẳng để nhanh và để kiểm tra cái phần chất lượng bản của chúng ta. Tôi lưu ở desktop và tôi sẽ mở ra xem như nào nào. Vâng, chất lượng cái bản scan vẫn rất nhanh và nét. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy scan HP ScanZ Pro 3500F1 của chúng tôi. Các bạn có thắc mắc gì, xin vui lòng comment xuống bên dưới để cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.